là một khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trên con phố đi bộ Nguyễn Huệ, Sầm Uất. Rest Hotel Sài Gòn tự hào mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, bắt đầu từ khâu đón tiếp với dàn tiếp tân chuyên nghiệp và tận tình chu đáo, cùng các nhân viên khác luôn sẵn sàng phục vụ quý khách với phương châm Do Việt Nam Home, làm khách hàng cảm thấy nơi đây thân thuộc và thoải mái như là ngôi nhà của mình. Khi bước vào căn phòng ngủ được lát gỗ tạo cảm giác sang trọng và ấm cúng, cùng các nội thất cao cấp đem đến sự êm ái và tiện lợi. Một số phòng có lối cửa sổ nhìn ra con phố đi bộ Nguyễn Huệ còn làm tăng sự thoáng đãng cho căn phòng. Sau một đêm ngon giấc khi đến với nhà hàng Quang Mai tại tầng 5 của khách sạn West, buffet sáng dành riêng cho khách hàng của West đã được chuẩn bị sẵn với các món ăn đa dạng từ Âu đến Á, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, được các thực khách đã từng trải nghiệm đánh giá cao về chất lượng món ăn. Và các món ăn luôn được giữ nóng hổi trong hệ thống giữ ấm thức ăn của West để tăng độ ngon cho món ăn khi khách hàng thưởng thức. Trong một không gian ấm cúng được thiết kế theo phong cách cổ xưa của nhà hàng Hoa Mai, với cách trình bày và sắp xếp món ăn hợp lý, kết hợp cùng các màu sắc đa dạng từ các món ăn, quý khách sẽ thấy thật bắt mắt và hấp dẫn khi dùng buffet sáng tại đây. Quầy món tráng miệng và các loại thức uống cung cấp các loại trái cây tươi mới được lựa chọn kỹ càng, các món bánh tươi ngon và nước ép giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, các món nước đặc trưng của Việt Nam cũng được phục vụ vào buổi sáng. Tại quầy món nước này luôn có đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn túc trực và phục vụ thực khách ngay khi khách hàng có yêu cầu, đảm bảo món ăn luôn được tươi mới và nóng hổi, đầy đủ nguyên liệu, mang đến một trải nghiệm đủ vị cho khách hàng. Quầy món nước được đặt ngay tại sảnh đối tiếp giữa nhà hàng Hoa Mai và Rooftop Garden Bar nổi tiếng. Nhắc đến Rooftop Garden Bar chính là nhắc đến một niềm tự hào của Rest. Tọa lạc tại tầng thượng khách sạn Rest, Rooftop Garden Bar với tên gọi khác là Giường Thượng Uyển là nơi thoáng mát nhất, vượt khỏi sự xô bồ của thành phố nhưng vẫn gần gũi với nhịp sống Sài Gòn. Ngoài hai nhà hàng tầng thượng, khách sạn West còn cung cấp nhiều địa điểm phục vụ ẩm thực và giải trí khác như Executive Lounge hay nhà hàng Cung Đình với phong cách thiết kế đậm nét Dương Triều. Liên kề với nhà hàng Cung Đình chính là giường hồng, giường đứng lớn nhất trong lòng khách sạn 5 sao đã được lập kỷ lục Việt Nam. Đặc biệt, nơi đây còn phục vụ chương trình giải trí Múa Rối Nước vào buổi tối, một sân khấu nghệ thuật đậm nét văn hóa Việt Nam trong lòng khách sạn 5 sao. Ngoài ra, khách hàng có thể đến trải nghiệm tại Rest Havana Cigar Club, nơi cung cấp các loại cigar cao cấp cùng không gian thưởng thức sang trọng và đẳng cấp. Khách sạn Rest Sài Gòn cũng thường xuyên tổ chức những sự kiện đặc biệt, mang đến các bữa tiệc hoành tráng cho du khách muốn tham gia, như lễ hội bia, dạ tiệc đêm giao thừa, đêm tiệc Giáng sinh, với các món ăn buffet hấp dẫn nhiều hình thức, cùng ban nhạc chuyên nghiệp với các bài hát bắt kịp xu hướng hiện đại, phục vụ chương trình giải trí cho khách hàng. Ngoài ra, khách sạn Rest Sài Gòn còn cung cấp hệ thống 11 phòng họp và sảnh tiệc lớn nhỏ với trang thiết bị đầy đủ, đội ngũ nhân viên tư vấn luôn tìm hiểu và đáp ứng đúng với nhu cầu khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp, mang đến sự chỉnh chu, tỉ mỉ và cẩn thận trong từng sự kiện. Trong các dịch vụ chất lượng cao của khách sạn Rest, không thể không kể đến hệ thống chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Rest Health Club với phòng gym hiện đại sạch sẽ, nối liền với hồ bơi lớn, đón ánh nắng trực tiếp ngoài trời. Quầy bar ngay tại hồ bơi sẵn sàng phục vụ nhu cầu ẩm thực của quý khách, đem đến sự trải nghiệm kép khi vừa ngâm mình trong làn nước mát lạnh, lại vừa có thể nhâm nhi các thức uống và món ăn đặc sắc. Trong hệ thống Rest Health Club, chắc chắn phải có sự có mặt của dịch vụ làm đẹp chuyên nghiệp với cơ sở vật chất cao cấp, khu vực phục vụ khách rộng rãi, thoáng khí với mùi hương dịu dàng, mang đến sự thư giãn ngay khi bước vào. Việc lựa chọn kỹ thuật viên chăm sóc khách hàng kỹ lưỡng đã mang đến trải nghiệm hài lòng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ tại đây. Quý khách có thể yên tâm với tay nghề chuyên nghiệp của các kỹ thuật viên cùng các thiết bị và dụng cụ đa dạng được bảo quản kỹ lưỡng của Rest Health Club. Đến với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Rest Health Club, quý khách có thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể,
thư giãn và tận hưởng sự chăm sóc tốt nhất đến từ các nhân viên tận tâm của Red. Khách sạn Red Sài Gòn hân hạnh được đón tiếp quý khách, sẵn sàng mang đến cho quý khách những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất mang chất lượng 5 sao. Mong rằng quý khách sẽ lựa chọn Red và có những khoảng thời gian thật sự hài lòng tại Red. Red Hotel Sài Gòn, ngôi nhà Việt Nam của quý khách.